Xin chào, hôm nay Lily mời cả nhà cùng khám phá không gian của một quán cà phê có tên gọi rất đặc biệt. Nó là cà phê cá sấu. Còn lý do vì sao quán cà phê có tên gọi như thế sẽ được Lily chia sẻ ở video tiếp theo. Chúc cả nhà có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin cảm ơn.